Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Đây là thành phố Edmonton, Canada. Hôm nay tôi mời quý vị đi theo tôi để xem đồng hồ hột xoàng vàng ha quý vị ha. Đi coi thôi chứ không phải đi mua đó quý vị. Đi coi để cho biết là vàng bạc giá cả bao nhiêu vậy thôi. Đi cho vui thôi, ở đây họ có bán cái dây chuyền này này 688 đồng đó quý vị, 8888 đó, 8888 là cái số hên của người Tàu đó. Cho nên mà quý vị mà thấy cái số gì mà 8888 là chắc là gì cũng nhiên liệu tới người Tàu á. Đây có bán mấy cái dây chuyền đeo cổ này. Cái này họ bán 1000 đô. Cái này ở đây họ bán bằng lá đó quý vị. Cái đó là mình thì không rành mấy bao nhiêu nữa. Cái này hình nó bạ họ bán là 3050 á. Hình như cái đó là một tiếng Việt là kiểu gì không nhớ nữa. Quên rồi. Cái này hột xoàng này, hột xoàng đeo cổ này. Này 3000 đô đó, 3000 đô đó quý vị. Mua tặng ha. Mua tặng cho con cái ha. Cái này cái vòng này 3000 mua tặng cho con cái luôn để đeo luôn. Hột xoàng ạ, hột xoàng quý vị. Hột xoàng 2000, 3000. Cái này tới 11000 đó quý vị. 11000 cũng có nè. 10000 này, cái này 10000 này, cái này 6000 này, 7000 này. Nhiều lắm. Tha hồ mà lựa. Có tiền vô mua vài ba cái đeo cho vui. Này tầm nè. Tầm à. Đẹp không? 2000, 2000. Này 1000. Nhẫn cũng có, hột xoàng cũng có. 900 nè, kia 1400 nè. Hột xoàng bự không? Cái này hột xoàng này 2000. Mấy cái nhẫn này cũng đẹp nè, 1500 cũng có nè, 1000 cũng có nè. Bông tai, dây chuyền đeo cổ. Mấy cái này cũng cái này hình như là vàng này, vàng thôi chứ không phải là hột xoàng. Vàng cái này bông tai nè, cái này dây chuyền cái khoảng chừng 100 đến 200-300 đô. Xem cho vui thôi chứ không có mua gì hết quý vị ơi. Cái này hôm nay đi xem thôi rồi quay cho quý vị xem luôn. Quý vị khỏi phải đi ha, khỏi phải lái xe đi xem. 300 đô mấy này thì chắc cho mấy bác nè, bác nào lớn tuổi rồi mua tặng nè. 200 nè, nhiều hột chưa, nhiều hột trân châu chưa, đeo là nặng cổ luôn. Cái này cũng đẹp không, cái này 200 à. Cái này có vàng 14 nè. Mấy này cũng đẹp á, cái này bông tai. Đồng hồ Versace. Đọc sao ta, tiếng Anh mà cũng không biết đọc nữa, dở quá. Bearing ladies. Cái này cho phụ nữ này, đồng hồ này cho phụ nữ. Cái này cũng đồng hồ nữ luôn. Cái con 130 đến 150 à. Này thì 270. Xin quý vị đăng ký kênh điện hồ để ủng hộ kênh Cuộc Sống Ở Đây. Please subscribe to support the channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Đây cũng có đồng hồ nữ nè, cái 170, 150. Tommy, cái bên phải là Tommy Hilfiger. Cái bên trái là Citizen. Hugo nè, Hugo Boss cũng có nè, 170 nè. Rồi đây cũng Fila. Cái đó thì chưa thấy giờ, chưa thấy bao giờ. Lacoste cũng có nè. Guess cũng có nè, 120, 130. Thì mấy cái này toàn đồ hiệu không à. Guess nè, Guess Ted Baker, xưa giờ cũng chưa thấy cái hiệu đó. Lacoste cũng có nè, cả 120, 120, 120. Cộng giá với nhau. Timex,
gas nữa, 100 đồng à. Cái này là cái Timex này á, 99, 97 là cái này nó đang bật giá này, giá đặc biệt đó. Ồ, cái này cũng đẹp à. Gas ladies, gas cho phụ nữ nè. Cái này là bằng vàng gì đó mà 130 thấy cũng đẹp à. Tommy, Tommy, gas, Tommy 120, gas 120. Ồ, cái Tommy này cũng đẹp à. Cái này cho phụ nữ luôn. Ladies là phụ nữ. Ờ, mấy ông đi mua tặng cho mấy bà đây. Đây Tommy này, Tommy. Vậy thôi, xin cảm ơn quý vị nhiều đã xem video và hẹn quý vị lần sau. Thanks for watching everyone. Hope to see you next time. Bye bye.